bầu không khí ở thành phố Đà Nẵng đã thực sự được hâm nóng trong những ngày diễn ra vòng 2 giải đua Suzuki Rider R150 từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2015 tại sân vận động quân khu 5 thành phố Đà Nẵng. Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu gồm 5 vòng trong năm 2015. Mỗi vòng gồm 2 thể loại thi đấu, bao gồm giải trẻ từ 18 đến 24 tuổi và giải chuyên nghiệp từ 25 tuổi trở lên. Mặc dù điều kiện thời tiết tại các ngày diễn ra giải đua không thuận lợi, trời mưa nhiều do ảnh hưởng của bão, gây khó khăn cho nhiều câu lạc bộ do không chuẩn bị trước lốp chạy trời mưa, áo da bảo hộ ở Việt Nam có chất lượng chưa tốt nên dễ thấm nước, nhiều vận động viên phải mặc áo mưa tập luyện, một số vận động viên bị té ngã khi tập luyện dưới mưa, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị xe và test xe. Dù thời tiết không tốt nhưng với niềm đam mê của các vận động viên và các thành viên ban tổ chức, giải đua vẫn diễn ra như kế hoạch và thành công tốt đẹp. Những ngày diễn ra giải đua thực sự đã hâm nóng bầu không khí tại Đà Nẵng với lượng khán giả ước tính là khoảng 6.000 người. Ngoài phần thưởng ở mỗi vòng, đối với các vận động viên vô địch cả năm theo bảng xếp hạng điểm tích lũy mỗi vòng sẽ nhận thêm các giải thưởng khác như sau. Vận động viên đoạt vô địch giải trẻ sẽ được đại diện cho Việt Nam Suzuki tham dự giải đua quốc tế Suzuki Asian Challenge 2016. Vận động viên đoạt vô địch giải chuyên nghiệp sẽ được thưởng một chiếc xe máy Suzuki Rider R150. Cụ thể, kết quả vòng 2 giải đua Suzuki Rider R150 tại Đà Nẵng hệ trẻ từ 18 đến 24 tuổi. Giải nhất đã thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Hồ, số đeo 21, câu lạc bộ Sơn Mập Trắng Racing. Trong khi đó, ở hệ chuyên nghiệp, từ 25 tuổi trở lên, giải nhất đã thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Vũ, số đeo 03, xe máy Tân Hưng Yên, Đà Nẵng. Dự kiến sau vòng 2 tại Đà Nẵng, giải đua sẽ tiếp tục diễn ra các vòng tiếp theo tại Cần Thơ vào ngày 2 tháng 9, Trà Vinh ngày 25 tháng 11 và Bình Dương ngày 27 tháng 12.